Ưu điểm của em á thì là thân thiện, hòa đồng với lại thiên về tình cảm gia đình. Ưu điểm của em á là nhậu người cũng ít. Rồi thứ hai nữa là không hút thuốc. Nhược điểm của em á thì cũng hơi nóng tính chút. Nóng quá thì mày làm gì nè? Cũng bỏ đi đâu đó phải khoảng một thời gian rồi. Nóng quá có đập đồ được không? Dạ không chưa chị. Đập ngu sao đó. Không thông minh. Cái ù xăm nhỏ nhỏ cái trái tim ngay trán là được. Không có ai mà đi xăm trái tim ngay trán hết trơn, trời. Ví dụ nhỏ nhỏ lỗ tai. Ví dụ cũng kỳ cục. Đáp ứng được cái chung thủy không xăm mình. Bao giờ thì mình có thể đi đến kết hôn được? Gia đình em cũng hối lắm rồi. Hối lắm rồi hả? Mời bạn gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Bạn nữ giới thiệu về mình trước nè. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 35 tuổi. Em đến từ Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty giao thông vận tải tại Hồ Chí Minh ạ. Đang run hả? Dạ. Này ôm một cái cho hết run nha. Diễm quê Tiền Giang hả? Dạ. Vậy là quê cùng với Linh đó nha. Dạ. Mời em trai. Lần đầu tiên xin chào MC Quyền Linh, nhà chị Ngọc Lan, bạn gái bên kia và quý vị khán giả có trong khán phòng ngày hôm nay. Là chào trân trọng nhất. Mình là Nguyễn Văn Diện, năm nay 44 tuổi, quê thì ở Cái Lậy, Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Dạ. Giờ hiện tại đang công tác và làm việc là sinh sống ở Bình Dương, Thuận An, Bình Dương. Diện làm gì Diện? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ anh. Rồi bán thuốc hay là hiện nay là bán thuốc hay là sản xuất thuốc? Dạ, em có một cái cửa hàng của riêng em. À, cửa hàng bán thuốc luôn á hả? Em tự mở, em quản lý của cá nhân em luôn. À, là chủ cửa hàng đó luôn. Dạ. Bạn Diễm là ở đâu, huyện nào Diễm? Dạ, em ở Gò Công Tây ạ. À, cách xa khoảng mấy chục cây số thôi. Dạ. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của nhau đi. Bạn gái nói trước đi. Ưu điểm của em á thì là thân thiện, hòa đồng với lại thiên về tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm của em là nấu ăn không giỏi và giao tiếp cũng không giỏi. Còn nhà trai? Ưu điểm của em á là nhậu người cũng ít. Rồi thứ hai nữa là không hút thuốc. Nhược điểm của em á thì cũng hơi nóng tính chút. Nóng quá thì mày làm gì nè? Cũng bỏ đi đâu đó phải khoảng một thời gian rồi. À, nó đỡ chứ đừng nóng quá đừng có làm bậy nha. Dạ. Nóng quá có đập đồ được không? Dạ không chưa chị. Đập ngu sao đâu. Ngày thứ hai nữa là nhược điểm á là hơi luộn thuộn. Đồ đạc thì để trong phòng nhiều khi chưa ngăn nắp lắm. À. Tại ở con mình. Rồi đường tình duyên của Diện là sao? À dạ em có hai mối tình, một còn trẻ là 23 tuổi thì cũng có quen một cô kia, là trong cái mùa ôn thi rồi quen xong rồi tới làm hồ sơ đi thi các trường á, thì đi thi xong rồi mỗi người mỗi ngã rồi mất liên lạc luôn, chia tay luôn. Dạ. Người ấy rồi không biết đậu gớt rồi coi như là sao luôn rồi không liên lạc được nữa. À còn dài đây gần đây thì có một mối nhưng mà nguyên nhân là có người thứ ba xuất hiện rồi thử. À người thứ ba xuất hiện ha, không biết nhà gái sao. À chỉ có một mối tình hả? Là cũng lâu rồi, từ năm 2011 đến hôm nay, và sau đó cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng chưa có đi đến đâu. À người ta là không có kinh nghiệm luôn đó. Vậy ở bên đây hai mối thật ra cũng không có gì sâu sắc luôn á. Mẫu hình lý tưởng của mình đi. Trước tiên không hút thuốc. Rồi bên đó là không hút, không thuốc hút. Biết quan tâm chăm sóc và không gia trưởng. À bên đây chắc không gia trưởng, ở đây cũng hiền lắm. Dạ. Nãy giờ cũng rung y chang bên đó vậy đó. Bây giờ mình muốn cái người bạn trai mình cao bao nhiêu? Cao hơn em một chút được rồi. Cao là có cao á, nhưng mà mập hay ốm? Dạ, thích mập dạ, hay dạ, ốm? Dạ chào anh. Dạ. Cao lắm. Em gái thích mập hay ốm? Ừ, dạ mập một xíu đi anh. Ốm rồi mất công đi ra người ta nói là khó nuôi. Có luôn. Mập có mập. Dễ thương lắm. Búp mít. Làm như chương trình tuyển hay sao? Tuyển mà, tao đọc hồ sơ rồi tao mới tuyển giống vậy này hỏi lợi thôi. Dạ. Hiểu không? Rồi còn em trai? Người yêu của em thì biết nấu ăn thôi. Rồi thứ hai nữa hiền. Rồi biết lễ phép gia đình. Rồi hai chung thủy. Dạ, ai người ta cũng mong muốn có bồ vậy hết trơn trời anh. Dạ. Cái điều gì anh không thích nè? Không thông minh. Cái ù xăm nhỏ nhỏ cái trái tim ngay trán là được. Không có ai mà đi xăm trái tim ngay trán hết trơn trời. Ví dụ nhỏ nhỏ lỗ tai. Ví dụ cũng kỳ cục. Hay xăm cổ tay. Con gái giờ hay xăm cổ tay dễ thương xăm lắm. Xăm gì đó được có thể chăm trí được. Được đúng không? Ờ nhỏ nhỏ dễ thương mà. Thẩm mỹ đẹp mà. Nó liễu bự quá thì thật ra xăm mình nó là một cái nghệ thuật. Biết về nó thì thật ra nó rất là đẹp luôn á nha. Mỗi một hình xăm nó đều có một cái ý nghĩa khác. Đúng rồi, hình xăm cũng không phải nói lên tính cách con người. Có nhiều người xăm nhưng người ta rất là hiền. Qua tôi coi coi có xăm mình đúng không đó. Không sao coi. Chào em gái Tiền Giang. Dạ.
Có xăm mình không? Dạ không. Có không? Dạ không có à. Chắc không? Chắc ạ. Nãy giờ yêu cầu nha, trai đưa ra đó, mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Đáp ứng được cái chung thủy, không xăm mình. Bao giờ thì mình có thể đi đến kết hôn được? Gia đình em cũng hối lắm rồi. Hối lắm rồi hả? Nếu mà có điều kiện thì là năm nay hoặc là năm sau thì cũng được ạ. À. Ngon. Năm nay luôn á, chứ bên đây cũng lớn rồi. Năm nay? Được năm nay lấy được, giờ mới đầu năm à. Tôi thấy nhà trai tôi chịu cái ý kiến bên nhà gái rồi đó. Trong năm nay được không? Dạ được chị. Quá được đúng không? Dạ. Bên đây cũng ngon nha. Trong phút. Được. Đó. Bây giờ là anh đi với ai? Dạ đi với 16 ạ. À. Có một cậu đúng dạ. mười sáu. À, kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua cái trao đổi ngắn trên chương trình thì cậu Mợ nhận thấy là cháu gái có một gương mặt rất là dễ nhìn, hiền và có công việc ổn định, công tác cũng tại thành phố Hồ Chí Minh là cũng thuận tiện cho nhà trai, cháu trai cũng Bình Dương thì lên xuống cũng gần. Thì cậu Mợ cũng mong muốn rằng là hai cháu tạo một cái cơ hội để tiếp cận và đi đến hôn nhân một cách sớm nhất. Xin dạ. À, cảm ơn Mợ Sáu. Cảm ơn Mợ. Sớm nhất nha. Nhà gái mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp ạ. Con xin chào cô chú bên đại diện nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em làm chung với Diễm cũng được 2 năm. Thì Diễm là người rất là hiền lành, sống tình cảm, là người phụ nữ của gia đình. Theo yêu cầu của anh thì em thấy Diễm rất là phù hợp. Em chỉ mong là anh nghiêm túc trong tình cảm. Và nếu như mà anh và Diễm có duyên á, thì mong anh là chăm sóc và quan tâm Diễm nhiều. Tại vì em thấy Diễm rất là chân thành, một cô gái rất là tốt. Rồi, cảm ơn em gái. Mình cùng là dân Tiền Giang hết, nói dễ tìm hiểu ha. Dạ. Dễ nói chuyện với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi viện. Bước qua liền. Chào em. Dạm ngõ luôn. Lần đầu tiên em có món quà xin tặng em không? Dạ em cảm ơn. Dạ. Em cũng cảm ơn món quà. Dạ, cảm ơn em. Anh nhìn em thì xinh xắn dễ thương. Dạ. Em mà hồi nãy em nói em công tác kế toán ở thành phố mà ở quận mấy vậy? Dạ em làm ở quận Tân Bình đó anh. À thì cũng gần, anh ở Bình Dương. Dạ. Cái quan điểm hôn nhân của em thì sao? Dạ. Vô liền. Quan điểm của em là chung thủy, san sẻ và cảm thông. Anh thì có điều đó, anh đã đặt cái điều đó mà. Chung thủy nãy anh đang hàng đầu. Dạ. Hai bạn ơi. Cái gia trưởng hồi nãy em có nói thì anh không có gia trưởng đâu. Dạ. Ừ. Tính anh thì cũng hiền lắm. Dạ. Thì hiện tại thì vô liền. Anh kinh doanh làm ăn bình thường thôi. Nhưng cái gì anh thấy thì cũng sao. Còn cái toán của em thì bây giờ ở khu công nghiệp, anh ở gần khu công nghiệp thì cũng nhiều lắm, dễ anh lắm. Dạ. Có điều kiện thì mình về chung cũng tiện ha. Rồi em vô chỗ ngoài trời. Vô liền, vô tấn công em liền thấy không? Thì em đến đây á là cũng muốn là cho mình một cơ hội và cho người đối diện một cơ hội. Anh cũng vậy. Dạ thì tôi chị bấm nút luôn hả? Ủa vậy là xong rồi hả? Ừ xong rồi đó hả? Được dạ, không quá được chị, quá bấm được. Đúng không? Đúng không? Bấm nút đi, bấm nút đi. Bây giờ hai người tiến tới nắm tay nhau cái có được không? Cho nắm tay em. Ừ. Nắm tay em rồi anh gửi một ca khúc như là Tình Ngàn Có Nhau. Ok. Anh không tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không tìm người yêu nhan sắc mị miều, người yêu đài cát cắm hoa lụa là vàng son. Anh không tìm người yêu thái tắng đội đen. Anh không tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không tìm người yêu ngọc ngà cao quý vàng son em ơi. Hay quá. Được hay không các bạn sẽ quyết định ngay tức khắc bằng nút bấm của mình. Chứ nhà trai tôi muốn lấy vợ lắm rồi đó. Lấy vợ đi làm chủ tiệm thuốc. Chúng ta chờ trong giây lát. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm nút. Đã chính thức mình hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình nắm tay nhau nào. Nắm vậy nè, sang tan tay vô. Nó xì tin dâu chút xíu đó. Được không? Chắc được. Bây giờ là chính thức hẹn hò với nhau nha, không e ngại gì nữa nha.
Được chưa Diễm? Anh nghĩ rằng đúng với người em đã mong muốn đó. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xuất gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các bạn sớm về chung một nhà nha.